xin chào đón võ sư Cương Nguyễn chúng ta. Võ sư Cương Nguyễn của chúng ta, anh xuất hiện với một phong cách thật là hoành tráng và một tư thế thật là đẹp trai, thân hình 8 múi vào ngực 90. Anh là một tay chơi khá là chơi nhiệt tình và chơi hết mình, một tay đam mê kiếm thuật. Kiếm thủ của anh đạt đến mức đạt đẳng cấp của những kiếm thủ. Độ xoay mềm dẻo của anh thì đạt được đến mức trong nhu cô cương và trong cương nhu. Anh đã từng tham dự mấy giải lớn như ở San Francisco của Mỹ, và anh cũng sang New York biểu diễn rất nhiều lần. Anh đã từng biểu diễn cho Thủ tướng Barack Obama xem màn biểu diễn võ thuật đẳng cấp của anh, và Barack Obama đã ủng hộ nhiệt tình. Và anh đã sang nước Nga biểu diễn cho ông Putin và cả vợ ông và những nhà ngoại giao nổi tiếng thế giới, và đã được ông Putin ủng hộ và đưa lên trang đầu tiên. Rất chia đẹp trai. Anh là cháu của Bác Hồ vĩ đại của chúng ta. Bố anh được trước cũng là một nhà tư tưởng ngoại giao lớn của đất nước. Bố anh rất giỏi và đã đi chiến đấu cho tổ quốc quyết sinh. Cung phu thật, chỉ có ở Cương Nguyễn chúng ta. Anh đã đi biểu diễn rất nhiều nơi và đã có rất nhiều tiến bộ trong mấy năm gần đây, và anh đã nổi tiếng gần như là toàn thế giới. Thế giới ai cũng biết đến anh với những pha biểu diễn võ thuật chỉ có ở mặt tại Trạ Phúc, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chắc quý vị cũng biết tỉnh Hà Nam là một tỉnh mà có rất nhiều bà mẹ anh hùng. Hà Nam đất mẹ anh hùng. Về Hà Nam ai đó chờ ai bên chư hồng thay, những ngày đầu súng đổ máu đổ bờ vai, mẹ tiễn cha đi đâu hẹn ngày trở lại. Hà Nam ơi đất mẹ anh hùng. Và Cường Nguyễn chính là một anh hùng của đất Hà Nam. Cây ỷ thiên kiếm là bằng xà nhà của anh thật là đặc cấp, chỉ có mặt ở Cương Nguyễn đúng không? Cương Nguyễn một cây ỷ thiên rất là đẳng cấp. Chắc quý vị và các bạn cũng biết trên cây kiếm khắc chữ dòng chữ võ lâm chí tôn bảo đao đồ long, ỷ thiên kiếm hiệu lệnh thiên hạ. Võ sư Cương Nguyễn chúng ta, anh đang biểu diễn bài quyền giao lưu với Tony Gia, và anh đã sáng lập ra bài quyền Thái Âm Chân Kinh Cương Nguyễn. Cây kiếm của anh khắc 4 dòng chữ Thiếu Lâm Chí Tôn Bảo Đao Đồ Long hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không tuân. Đấy, các bạn nhìn thấy dòng chữ uy nghi. Anh đã mất rất nhiều công sức để khắc và xăm trổ cho cây kiếm của anh. Từ một cây bình thường anh đã chế tạo nó và đã nẹp nó lại thành một cây Thái Âm Chân Kiếm làm từ xa nhà, từ những thước gỗ đã quá nhiều năm, và anh đã từ xa nhà loại ra, và anh đã thấy cây kiếm này vẫn dùng được, và anh đã quyết định rèn nó, và cho đến một ngày anh đã rèn thành công
cây ỷ trên kiếm. Anh đang luyện khí công. Quay anh ra một hồi đi. Khí công. Quay gần vừa thôi. Anh quay mày. Đây, biên tập viên. Bình luận viên xuất sắc. Bình thường. Rất đẹp trai, phong độ gà lăng. Chỉ tin. Đến với chúng ta từ Afghanistan, một nơi chiến sự đầy mình. Trên anh nó có hàng trăm vết sẹo do súng đạn liên miên. Vâng, đó anh trở về với Việt Nam với một nhiệt huyết là bảo vệ đất nước, yêu chuộng hòa bình, mang đến cho bạn cái những niềm vui, những niềm hứng khởi trong cuộc sống. Anh vừa đẹp trai vừa phong cách lãng tử phiêu du, rất là hợp với các cô gái xì tin hiện nay. Anh rất đẹp. Vâng, đây là cái thằng hâm hâm chạy đi à.